Anybody ever feel like starting over? Yes, I guess. Look at today like the beginning of the rest of your life. Give me one. This week is trying my patience and my faith. I'm trying hard to keep smiling along the way. I'm thanking God for the rising of the sun. Brand new mercies afforded by the break of dawn. Gonna be a real good morning. Got my angels going before me. Gonna be a real good morning. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Lê Thùy Linh. Tôi rất vui khi được tham gia vào chương trình tìm kiếm gương mặt đại diện CPS. Lên rừng và xuống biển thì em sẽ chọn xem biển. Hát luôn ạ. Niềm vui khi bên nhau, với bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi nghĩ rằng để trở thành một người mẫu, để có thể trở thành một gương mặt đại diện cho một nhãn hàng, cho một sản phẩm nào đó, trước tiên bạn ngoài vóc dáng, ngoài thể hình, ngoài sức khỏe là những yếu tố cần thiết, thì bạn phải có thực sự, bạn phải thực sự có một niềm đam mê, bạn phải có một sự yêu nghề thì bạn mới có thể tiếp tục con đường và có thể làm tốt công việc này. Thì Linh rất mong mình sẽ trở thành một trong top 5 của gương mặt đại diện CPS trong cuộc thi này.